Hôm bữa chị có cho em một cái bật mí cái thông tin nho nhỏ đó. Thì Wendy đây nè, coi như là trước đây mỗi lần mà Nhung muốn Wendy hát với mẹ, Nhung Wendy không bao giờ dám hát, tự nó sợ lắm, nó run lắm, đứng trước sân khấu rồi này nó run lắm. Nhưng mà bây giờ vì tình thương dành cho mẹ mà nói chung là Wendy phải cố gắng hết sức để mà hoàn thành một cái bài hát mà Nhung rất là thích, thì cho Tracy tạm giấu tên bài hát cho đến tiếng hạn show, thì các bạn sẽ nghe được giọng Wendy hát. Con thấy Thì sao? con có tính là để cho quay quay cái quay cái gì ạ, thuê cái nhạc thôi cho con hát thôi, cho phải con đứng lên sân khấu. Nhưng mà tại bữa cái À idea tới cho dì xong rồi dì kêu con đứng lên sân khấu nên nghĩ là đâu, con con phải đứng, con phải đứng sân khấu con hát thì khán giả mới thương và mọi người mới nghe mới chê, thì nó có một cái gì đó ý nghĩa hơn. Thì bữa đó thì cùng lắm chú sẽ lên chứ đứng sau lưng con, như chứ đứng mà thôi mỗi lần chú mà đứng mẹ đằng trước đi cho con đứng đằng sau. no, chú Có mà nghĩa đứng là sau em lưng lên sân con. khấu nhưng mà em đứng trước nên chú Yeah, đang con đứng đứng đằng đằng sau. sau. Ủa nó vậy thì đâu có hay, con phải đứng trước mặt đứng ngang với chú cũng được, thì con được chú đứng bên hông con, là chú dịnh cái eo con, cái chú khều khều cái giống như chú là chú. Cũng như mỗi lần chú đi hát với mẹ là lúc nào cũng vậy đó, là chú đứng đứng sau lưng, cứ bị tưởng khán giả cứ tưởng đâu là ôm tình tứ, nhưng mà không phải, tình tứ cũng có một phần, là À cũng khều để để làm dắt coi tụ như là để nhé. nhắc nhở. Cho nên không sao sao đâu con, thì con cứ cứ hát tận cái khả năng của con thôi, thì biết đâu con hát mà hay thì mai mốt biết đâu giờ chú với con hai đứa cháu mình xong ca Thì đó, bước rồi. idea chị cũng nghĩ như vậy đó. Bây giờ đây là cái bước đầu tiên Wendy tập hát, coi như là hát vì cái show của mẹ. Nhưng mà nhiều khi Đúng rồi. cái lần đầu tiên cái là lần khó khó khăn nhất, con hiểu không? Khi con vượt qua được cái lần đầu tiên rồi thì con sẽ tự tin hơn. Nên là biết đâu là ngày bây giờ con sẽ tiếp nối cái con đường của mẹ. Bây giờ Mạnh Quỳnh Phi Nhung, giờ Mạnh Quỳnh Wendy đi chứ bây giờ chứ tại vì Chú nói cho con biết nè, chú nói con biết với chị biết nè, chú là chuyên gia, là huấn luyện những ca sĩ mà không chưa bao giờ biết hát mà trở thành hát quý một tuần cải lương luôn. Và là trong đó là có những người mà đã từng chưa bao giờ hát cải lương qua, mà khi mà vô vô tay chú là cỡ nào hát cũng được hết. Thì chú nghĩ đó, là con đối hát với cải con lương được nhưng mà có hai điều đó. thôi. Hồi đó đi thâu với mẹ là con thuộc với mẹ mà.